Chào các bạn nhé, trước mặt mình đây là tô hủ tiếu bò kho này. Thì cái món hủ tiếu bò kho này nó gồm có, đây là thịt bò nhưng mà đây là bò, không phải là bò bắp, mà cái bò này là bò dải, thì ta cắt thành từng khúc. Đây phải có cà rốt này, hẹ, đây là hủ tiếu này. Tiếu họ đã trụng rồi. Ở đây là bò. Đó, thành phần chính của nó chỉ là có bò thôi. Bò. Tiếu đây, bò đây. Hủ tiếu này. Đấy, và nước bò kho. Đây đồ chấm của nó thì các bạn thấy có tương ớt này, sa tế này, tương đen này. Đó. Ở đây thì chúng ta thấy chấm thì có chanh này, ớt sắt với lại muối tiêu. Thì muối tiêu này mình sẽ vắt ra nhé. Đó. Vắt ra, đây còn có cả ớt sắt nữa. Rồi rau thì chúng ta thấy có các loại rau là, đây là rau húng này. Ngoài Bắc thì gọi là húng chó, trong này gọi là húng cay, húng quế, đây là húng lủi. Ngoài kia gọi cái này là cái lá gì mình quên mất tên. Đây là giá sống. À, mùi tàu, ngoài kia gọi cái này là cái mùi tàu. Còn trong này gọi là cái lá gì mình quên mất tên. Đó. Đó, thì đây là cái tô hủ tiếu bò kho. Tô này giá rất là rẻ thôi, có 40 ngàn thôi. Bây giờ mình sẽ ăn cái món này nhá. Rồi, chào các bạn.